Vâng ạ, đây là loa chung các bác nhé. Còn đây là loa tép này. Đây là loa chung của chiếc thứ hai này. Đây là loa tép chiếc thứ hai này. Đây là thùng này. Loa hỏa tiễn. Đây là thùng mọng này. Bông tiêu âm thủy tinh màu đen tuyền này. Đấy. Vâng ạ, còn đây là loa bát các bác này. Chiếc thứ hai này, chiếc thứ ba này, chiếc thứ tư này, đấy, những đôi loa hỏa tiễn 2 bát 40 từ 220 con 100, rất khủng luôn các bạn, rất đẹp đấy. Xương nhôm đúc giá 34 triệu đồng một đôi các bác nhé. Gân vải tẩm dầu, màng giấy gân sóng, offer lồi. Đó. Có gì ở chết khiếp. Bình thường. Đây em đưa lên xe này các bác nhá. Đấy đôi loa hỏa tiễn ấy. Ấy. Quay ô tô kêu to lắm. Quay cho các anh em xem không à. Đăng video bảo là vừa đăng lên bán được luôn thì các anh em bảo là chỉ chém gió thôi. Gửi đi Quảng Linh đàng hoàng các bác nhá. Các bác nào thích nhận hàng ở Quảng Linh trong ngày em gửi chỉ 1 tiếng là đến Uông Bí, 2 tiếng là đến thành phố Hạ Long, 3 tiếng là đến thành phố Cẩm Phả, và ngoài 3 tiếng đến Cửa Ông, 4 tiếng đến Mông Dương, 5 tiếng rưỡi 6 tiếng đến Móng Cái. Đấy, cứ tiền chuyển cho em là hàng gửi luôn đó. Đây nhá, 2 bát này đúng không ạ, 2 bát một kiện này, 2 bát một kiện này. Bác chủ thích tháo bát rời mà. Ok chưa, đây dây loa này. Đấy, thôi anh em này bảo là luôn toàn chém gió thôi, hàng chưa bán được, cứ bảo bán được rồi đúng không ạ. Này bảo là vừa đăng lên ai mua đâu đúng không. Từ toàn tạo scandal không phải mọi người nhé. Có bán được thì em mới bảo là bán được, không bán được nói không bán được. Quan điểm làm việc của em cứ rõ ràng như vậy. Đấy, có bác nào bác gửi sầu rồi. Đấy, ok, cảm ơn các bác nhá. Em chỉ muốn quay một video ngắn để cho các bác biết là một đôi đã lên được mọi người nhá. Đừng ai độc mồm độc miệng đúng không ạ. Chưa biết đầu đuôi ngọn ngành này cứ gọi là tay nhanh hơn não chửi em là không bán được này, cứ lỗ đúng không? Em không lỗ đâu. Em nói một là một, hai là hai. Một đôi đầu tiên, đôi loa hỏa tiễn 2 bát 40, một chung 30, một tép BMC lên đường, giá 34 triệu một đôi. Về phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Ok. Anh ơi, nếu mà tiện thì trở lên tận nhà người ta để người ta đỡ phải ra đoán nhá. Bởi Cửa Ông nó nhỏ mà đúng không? Nhá. Vâng vâng. Ok nhá. Đấy, đây là con xe của em các bạn. Xe này có người trả mấy tỷ mà không bán các bạn. Đấy. Trả mấy tỷ không bán ấy, nhưng mà chắc là trả một vài trăm triệu là bán luôn. Ok, rất là cảm ơn. Đây là xe 14H01292. Ok, em xin chào tất cả các bác nhé. Và nếu mà các bác có nhu cầu về đến cửa hàng em ấy ạ, thì các bác hãy xem đây là quốc lộ 37 mọi người nhé. Thì phía trên kia là cầu Bình đúng không ạ? Ok chưa? Đó, đây là cổng làng trụ. Ok, em xin chào tất cả các bác nhá. Các bác hãy quan tâm và ủng hộ em nhiều hơn, chứ đừng hay soi mói này bảo là thằng Lân này nó không bán được hàng, nó cứ lỗ ấy. Đấy, em chính vì cái comment của bác khách hàng ấy thì em mới ra tận nơi em quay đưa xe đấy. Ok, cảm ơn các bác cùng các anh trai rất là nhiều nhá.